Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh thủ thuật Excel của mình. Trong video đợt trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng Pivot Table để tổng hợp báo cáo dữ liệu. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Pivot Table nâng cao chuyên sâu hơn một chút để chúng ta có thể tổng hợp dữ liệu báo cáo một cách bài bản hơn. Giờ đầu tiên thì mình sẽ nhắc lại cách sử dụng Pivot Table một chút. Để sử dụng Pivot Table thì các bạn vào thẻ Insert. Sau đó các bạn vào Pivot Table. Cái ô dòng đầu tiên đây thì các bạn bôi toàn bộ dữ liệu mà các bạn định chạy báo cáo. Các bạn chú ý là bôi cái dòng cả cái dòng tiêu đề. Đây các bạn phải bôi cả dòng tiêu đề này. Rồi như đợt trước thì ví dụ như các bạn muốn kết quả xuất hiện ở một cái worksheet mới thì các bạn chọn đây. Còn nếu các bạn muốn xuất hiện kết quả ngay tại worksheet các bạn đang làm việc thì các bạn chọn đây. Và chỗ này thì các bạn chọn cái ô mà các bạn muốn xuất hiện kết quả. Ví dụ mình muốn chọn xuất hiện kết quả ở cái ship khác chẳng hạn thì các bạn tích vào ship đó nhé. Còn ở đây là mình muốn xuất hiện kết quả ngay tại ship mình đang làm việc thì các bạn ví dụ đây mình chọn ô này. Nếu các bạn tích chọn này vào đây. Rồi các bạn sẽ ấn OK. Sau khi bấm OK thì các bạn nhìn bên tay phải nó xuất hiện một danh sách ở đây. Ví dụ mình muốn báo cáo theo tiêu đề tên hàng hóa này. Rồi cột số lượng, cột thành tiền, rồi mình chọn thêm ngày bán chẳng hạn. Rồi các bạn có thể thấy là nó đã phân ra cho chúng ta đúng không, từng ngày bán này. Rồi ví dụ các bạn muốn chọn thêm cái nhân viên bán hàng. Đó, ngày 19 tháng 7 nhân viên là ai bán. Các bạn nhìn ở bên dưới đây này, ví dụ các bạn muốn nhân viên ở bên trên trước cái ngày tháng chẳng hạn. Đây nhân viên này thì các bạn di chuột vào nó, các bạn kéo lên bên trên chỗ ngày tháng. Đó. Thì nó sẽ lọc theo nhân viên trước xong rồi đến ngày tháng. Ví dụ như cái cột số lượng xong rồi đến cột thành tiền, bây giờ các bạn muốn thành tiền xong rồi đến số lượng chẳng hạn. Thì các bạn cũng chọn vào đây, các bạn di chuyển nó lên. Đó, nó sẽ thành tiền trước số lượng. Đây các bạn cứ di chuyển. Ở đây là mình đang sử dụng sum để tính tổng. Bây giờ các bạn muốn đếm chẳng hạn thì các bạn chọn. Trực tiếp vào đây các bạn chọn. Các bạn chọn dòng này nhá, value field setting này. Rồi các bạn chọn cao. Số đếm cao hoặc là average là trung bình này, max min này. Đó, các bạn muốn chọn cái nào cũng được. Đây mình chọn thử cao. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó đã chuyển sang cao đúng không? Ví dụ các bạn muốn cái này là cái ngày bán này, nó đang ở hàng giao. Bây giờ các bạn muốn cho nó chuyển lên hàng column chẳng hạn thì các bạn cũng kéo nó lên. Đó, nó chuyển sang column này. Đây, ví dụ nhân viên Đào Thị Phương Lan ngày 19 tháng 7 này. Đó, Nguyễn Hoàng An, cái này thì nó không có dữ liệu và nó không có bán được ngày đó. Nhân viên Nguyễn Hoàng An này, ngày 9 tháng 7 thì. Nguyễn Hoàng An ngày 19 tháng 7. Số lượng bán được 10 cái đúng không? Này. Nguyễn Hoàng An số lượng 10. Nguyễn Hoàng An số lượng 10 này. Cột sum thành tiền bán được 15 triệu. Cột sum thành tiền 15 triệu đúng không? Nếu các bạn có thể kéo, các bạn có thể kéo sang cái filter để lọc chẳng hạn. Đây, ví dụ như các bạn muốn đây là bình thường các bạn tích hết đúng không? Nó sẽ hiện ra toàn bộ. Ví dụ các bạn chọn cái ngày bán là ngày mùng 9 tháng 7 chẳng hạn, xem là có bán được những mặt hàng nào. Rồi các bạn chọn OK. Đó thì ngày mùng 9 tháng 7 chỉ có một nhân viên Nguyễn Hằng An bán được 10 sản phẩm đĩa CD. Rồi ví dụ như là chọn ngày khác, ngày 18 tháng 7. Đó các bạn, ngày 18 tháng 7 thì có hai nhân viên bán được hai mặt hàng này.
Rất hay đúng không? Các bạn chọn ngày bán, kéo kéo lên trên đây. Thế này tùy mục đích báo cáo của các bạn có thể linh động nha. Các bạn có thể linh động nha. Giờ ví dụ như là cái cột thành tiền này mà mình muốn để đây là mình đang để là Việt Nam đồng, ví dụ như là mình muốn để USD chẳng hạn. Thì các bạn tích vào đây, các bạn chọn number format này. Rồi sau đó các bạn chọn full number. Ở đây xin lỗi các bạn chọn chọn cái này nhé, current này, đô này, cái này là ký tự sau được thập phân là hai ký tự hay một ký tự gì đó. Ok đã thì nó hiện là đô đúng không, cái này mình chỉ ví dụ thôi, còn cái này mình đang để số là Việt Nam đồng mà. Rồi bỏ số 0 đi, sau ký tự bỏ hai số. Rồi ví dụ như là lọc đây ngày này mình bỏ lọc lại hết nhé, chọn hết các ngày. Rồi, ví dụ các bạn muốn muốn tìm xem là cái mặt hàng máy giặt bán được bao nhiêu chẳng hạn thì các bạn cũng tích vào đây, các bạn lọc lọc bình thường như filter thôi, máy giặt này đó, nó hiện ra máy giặt, máy lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn thêm một cái chạy biểu đồ trong cái báo cáo này. Để xuất hiện biểu đồ thì các bạn chọn vào Insert, các bạn vào Pivot Chart nhé. Rồi ở đây nó xuất hiện các loại biểu đồ này, các bạn có thể chọn một trong các loại biểu đồ này. Chạy biểu đồ này thì mình sẽ bỏ đi một số cái đối tượng tại vì nhiều quá, mình đang chạy cái này là nhiều cái dữ liệu quá thì biểu đồ nó sẽ không có được đẹp. Đây ví dụ mình chỉ cần chạy biểu đồ về tên hàng hóa với số số lượng với thành tiền thôi. Nên các bạn tích vào đây, các bạn bỏ đi tên hàng hóa, số lượng, thành tiền. Rồi sau đó các bạn vào Insert Pivot Chart. Rồi giả sử mình chọn biểu đồ loại này chẳng hạn, rồi các bạn chấn chọn OK. Để di chuyển cái biểu đồ này thì các bạn tích vào đây nhé, tích vào dưới đây này. Đó, các bạn có thể hoàn toàn có thể di chuyển. Màu vàng, màu hồng là màu xăm thành tiền đúng không? Xăm thành tiền này. Màu xanh là xăm số lượng. Do cái số lượng này nó hơi nhỏ nên nhìn không có rõ lắm. Để các bạn có thể bỏ mấy cái ký tự không liên quan này đi. Bỏ luôn cái này. Cho nó rộng cái biểu đồ. Tích vào nó bấm phím Delete nhé các bạn. Rồi các bạn có thể tích vào đây. Các bạn chọn cái chat T này, chat các bạn chọn cái này, để cái này chỗ này các bạn đánh tiêu đề đúng không, ví dụ biểu đồ doanh thu chẳng hạn. Giờ tích vào dấu cộng, các bạn muốn hiện hiển thị cái các cái dữ liệu nó lên trực tiếp trên cái biểu đồ cái cột này thì các bạn tích vào đây này, data label này đó. Các bạn có thể thấy cái mặt hàng tủ lạnh, đây tủ lạnh đây. Số lượng là 21 đúng không? Đây 21. Thành tiền là 73 triệu 500, đây 73 triệu 500. Ngoài ra các bạn có thể bôi màu cho cái biểu đồ này. Như vậy ví dụ các bạn chọn vào một cái cột biểu đồ bất kỳ, nó hiện lên các cái chấm tròn này. Thì các bạn vào cái phần keyboard này. Đó. Các bạn có thể chọn ở đây.
chọn loại biểu đồ, chọn cách hiển thị của nó. Đó, ok chưa? Và phần color này, đó, chuyển màu xanh chẳng hạn thế, đó, đổi màu cho nó. Các bạn hoàn toàn có thể cho cái cột biểu đồ này nó lớn ra một chút, tích của nó này, xong kích chuột phải, chọn Form Data Series này. Đó, nó hiện ra bảng này thì các bạn có thể kéo cái này xuống thì nó sẽ lớn lên. Đó. Hoặc là các bạn có thể để chế độ 3D chẳng hạn, đây vào đây để 3D này. Ba D đúng không? Nha, các bạn có thể tùy biến cái biểu đồ của mình. Border này, các bạn có thể chọn cái màu trong đây cũng được. Đây màu viền của nó này. Mình xin lỗi, các bạn nhìn ở đây là có cái phần tổng này. Tổng này là lúc lấy các bạn, khi các bạn chọn dữ liệu để chạy cái Big Table ấy, thì các bạn bôi là các bạn lưu ý là không có bôi cái dòng cuối cùng nhé. Đây chỉ bôi đến đây thôi. Lúc đấy mình bôi cả dòng cuối cùng nên nó hiện cả cái dòng tổng ở đây. Ở cái phần tên hàng hóa này các bạn có thể lọc ở đây luôn này. Ví dụ các bạn lọc mặt hàng máy giặt. À, thì tự biểu đồ là sẽ hiện ra máy giặt thôi. Cái này nó cũng link sang theo luôn này. Đúng lại. Rồi được chưa? Chọn hết. Lúc này các bạn để ý là cái số liệu này nó nằm trong cái cột đúng không? Nằm trong cột luôn thì các bạn tích vào mũi tên này, các bạn hiện lên này. Ví dụ vào center này. Nó nằm ở dứa. Inside này. Outside, chọn outside. Outside end thì nó nằm ở ngoài đúng không? Và bây giờ các bạn muốn xem là mặt hàng nào bán được doanh thu nhiều nhất từ trên xuống dưới. Từ cao đến thấp phải không ạ? Thì các bạn có thể tích chọn trực tiếp vào cái phần giao label này. Sau đó các bạn vào phần More Shop Option. Ở đây các bạn có thể chọn theo Ascending và Descending. Descending là từ cao đến thấp đúng không ạ? Rồi ở cái phần này các bạn chọn cột sum thành tiền để nó sẽ sắp xếp từ cao xuống thấp. Rồi các bạn chọn OK thì các bạn có thể thấy là nó sẽ sắp xếp cho chúng ta từ cao xuống thấp. Và mặt hàng tủ lạnh là bán được doanh số là nhiều nhất, xong đến máy lạnh. Tuy nhiên thì cái biểu đồ nó lại xuất hiện ngược. Các bạn thấy đúng không ạ? Nó xuất hiện ngược là từ thấp đến cao. Thì để làm thế nào cho cái biểu đồ này nó xuất hiện theo cái từ cao đến thấp giống như cái cột bảng dữ liệu ở bên đây thì có thể các bạn sẽ chọn ngược lại. Chọn ngược lại. Nếu các bạn chỉ muốn nhìn vào cái biểu đồ thôi thì các bạn có thể chọn ngược lại, các bạn chọn ở trên đây xuống. Đó. Thì cái biểu đồ này sẽ xếp từ cao đến thấp. Còn nếu các bạn muốn nó cái biểu đồ và cả cái cột dữ liệu này đều đồng nhất với nhau, tức là từ cao xuống thấp. Cùng như vậy, đây mình để lại như ban đầu. Mình chọn Descending. Rồi, cái biểu đồ này các bạn tích vào cái chỗ mà mặt hàng này. Sau đó các bạn tích vào đây. Đó, các bạn có thể thấy là nó đã sắp xếp cho chúng ta từ cao xuống thấp giống y chang như cái biểu đồ cột bên này. Rồi các bạn có thể xem, thay vì xem mặt hàng nào thì các bạn có thể xem là nhân viên nào bán được doanh thu nhiều nhất. Để các bạn, đây mình các bạn chọn thêm nhân viên, mình có thể bỏ cột tên hàng hóa này đi. Đã, các bạn có thể thấy là cái này đang xếp linh tinh đúng không? Bây giờ mình sẽ sắp xếp ngược lại. Rồi từ cao đến thấp, ok. Cao thấp sum thành tiền. Rồi từ cao đến thấp. Đây các bạn đã thấy chưa?
Các bạn có thể thấy là cái cột có một cột nhân viên nó có chữ banh đây đúng không ạ? Banh này đây là 64 này. 64 đây 193 là cột tổng này. Tại vì do lúc đầu mình chọn dữ liệu mình chọn tất cả cái cột tổng ở dưới đâm ra là nó bị chạy ra luôn nhá. Thì các bạn lưu ý khi chọn dữ liệu các bạn không chọn thì các bạn không chọn cái cột tổng ở dưới. Rồi vậy bây giờ mình sẽ bỏ cái cột tổng này đi. Rồi ok chưa các bạn? Rồi vậy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng pivot table để chạy để tổng hợp các cái dữ liệu báo cáo của mình. Mình nghĩ là cái chức năng này nó rất là hay đối với những dữ liệu mà nhiều hoặc là nhiều cần nhiều trường báo cáo thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng pivot table, nó rất là có hữu ích và rất là chính xác. Rồi hy vọng là video này sẽ giúp được cho các bạn trong việc tổng hợp dữ liệu báo cáo của mình được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nút subscribe ở dưới video để ủng hộ kênh của mình. Nếu có vấn đề gì thắc mắc các bạn cứ comment bên dưới mình sẽ trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại.